Hey guys, my name is Andin, if you didn't know, and today we're going to be doing an interesting video. Before we get started, I'd like to remind everyone to turn off their cell phones, put on silent mode. Just be courteous to the performers. And one more thing, we'd like to apologize for the wrong address that we posted on one of the first posters that we printed. So we và một trong những tôn chỉ của hội là làm những cầu giao lưu văn hóa các nước và phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Với tôn chỉ đó, trong khoảng thời gian hiện tại, chúng tôi mạnh phép đem lại nghệ thuật này đến gần hơn và sâu hơn trong lòng người Việt, với hy vọng rằng một ngày không xa, nhiều hơn và nhiều hơn nữa nhân tài trẻ Việt trong bộ môn nghệ thuật này có thể tỏa sáng trên sân khấu thế giới. Xin cảm ơn quý vị với sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. For each performance, we'll do a nice introduction for the piece itself and try to explain what the piece is about. So, nationalism in the 19th century was marked by an emphasis on literary and linguistic traditions, an interest in folklore, a large dose of patriotism, and a craving for independence and identity. A sense of pride in a language and its literature formed part of the national consciousness that led, respectively, to German and Italian unification. The composer Jean Sibelius was devoted to the literature of his country, particularly the Kalevala, the Finnish national epic. He was considered as the most famous Finnish composer of the later Romantic period, whose music played an important role in the formation of the Finnish national identity. Xin quý vị đến với nền âm nhạc của Phần Lan với một sáng tác của nhạc sĩ vĩ đại Jean Sibelius. Tác phẩm này nói đến chuyện tình của một cô gái và người yêu, người đến phút cuối đã phụ bạc tình yêu của cô. Xin quý vị một tràng pháo tay cho giọng ca của Julie và tiếng đàn của Olga. Goes to meet her lover, and when she
first piece I'm going to play is Rondo by well-known classical guitar composer Mauro Giuliani. He used to be a guitarist in the Romantic time period. So the way it works, guitar wasn't really a concert instrument until late 19th, early 20th century. And the way it functioned, it was a folk instrument. Or some at all poetry that we need. Guys, make sure to like, subscribe, turn on notifications, and share this with your friends for more amazing content like this. Bye, guys. Make him spicy, Papa.